Có một người mù đến nhà bạn thân chơi. Sau khi dùng cơm tối xong xuôi, người mù chuẩn bị ra về. Lúc ấy, chủ nhà mới đưa cho anh ta một chiếc đèn pin và nói: "Trời tối, không nhìn thấy đường, anh cầm cái đèn này soi đường cho sáng rồi về." Người mù chau mày trong giây lát rồi nói: "Anh biết rõ tôi là một người mù, còn chuẩn bị đèn soi đường, chẳng phải là cười nhạo tôi sao?" Vị chủ nhà mỉm cười đáp: "Anh hiểu nhầm ý tôi rồi, anh đi đường, nhiều người khác cũng đi đường, soi đường không phải để cho anh nhìn, mà để người khác trông thấy không đâm vào anh." Người mù bấy giờ mới ngẩn người ngộ ra, người xưa nói, người ta đến tuổi 40 thì không còn chuyện gì làm cho mê hoặc, đến tuổi 50 thì đã biết được mệnh trời, khi đến tuổi trung niên, hãy suy xét vấn đề một cách trầm tĩnh hơn. Làm người chính là cần phải học cách đứng từ nhiều góc độ khác nhau mà nhìn nhận cuộc đời. Như vậy, bạn vừa có thể hiểu thấu được ý tốt của người khác, lại vừa có thể tránh được phiền não trong lòng.